Thì lại Minh Trung chào mọi người, mình tiếp tục là dắt máy giặt nên mời mọi người. Hả? Thảo mới nhận đường đi được cái kia đi. Cái gì á? Đấy mới nhận đường đi. Thế thôi, anh chỉ dắt như thế thôi. Không cần dắt nhiều lắm. Anh thấy không? Dắt nhiều quá nó lịch bịch lắm. Không ai chưa vào kia. Để đây, ra ngoài. Tiếng máy dọn rồi, nhiều này làm hết, quên lại hết. Nó làm lại từ đầu ấy. Cho đi chơi lại không thích chơi lại thích vào đây. Thank you.
cố gắng là khả năng hôm nay là đừng nghỉ sớm, không phải đến 12 giờ nữa. Điều lành Minh Trung chào mọi người nhé, hẹn gặp lại mọi người trong video tiếp theo.